coi, con mới nấu xong canh nè. Mẹ nếm thử giùm con coi dừa không mẹ? Đi ra mày nấm thử coi. Dạ. Không dừa mà vẫn có dừa. Nè. Nấu thì hơi lạc đó, nhưng mà mẹ biết là con muốn tốt cho sức khỏe mọi người, nó ăn lạc thì nó rất là tốt. Dạ, con cảm ơn mẹ hiểu con. Thương mẹ. Ủa, dạ chào bác Châu. Bác Châu qua chơi. Dạ. Bác cũng khỏe, thấy sức khỏe bác ngon không? Dạ. Ô, giờ này mà còn tập thể dục nữa hả? Dạ, con rảnh khúc nào còn tập lúc đó để nâng cao sức khỏe bác Châu. À, hay quá. Dạ. Thứ ba đi tập cho ba. Tập bác Châu đi tập. Dạ. Tập hoài vậy hả con? Dạ, tập để nâng cao sức khỏe ba ơi. Nghỉ ngơi chút không chịu hả? Dạ không ba. Thấy thương lắm. Dạ thưa mẹ em đi tập. Ừ. Dạ thưa chị hai em đi tập. Em chồng đi tập thể dục vui vẻ nha. Dạ chị hai. Ừ. Thương. Dạ con đi cho bác. Ê! Cái gì á? Hiểu không em? Ông Hoàng thư sinh, ông về nào vậy? Người quen của chú hả? Nghĩa ơi, dạ chào anh. Dạ mời vô, dạ mời vô. Này, tất cả vô vị trí. Ông vô, à, mời anh, mời anh. Dạ, dạ. Xin lỗi, xin lỗi. À, tôi muốn cho thơm tho cái phòng. Lúc nào cũng phải xịt phòng nó cho nó thơm. Anh hai ăn không? Cái miếng này ngon lắm nè. Thôi. Anh em nó thương nhau quá ha. Đúc nhau con. Có mồm thôi ha. Em bị dính miệng kìa. Ừ hả? Thương quá. Ngoan lắm. Trời ơi. Nè anh xem. Anh nhìn đâu vậy? Dễ thương lắm đó. Ăn cơm phải đúc nhau vậy đó mới chịu. Đứa này bệnh là đứa kia bỏ ăn luôn đó. Mặn lắm không? Không mặn lắm anh thôi. Ờ dễ thương kìa. Cảm ơn hai người nha. Nè. Hai đứa ăn xong á con. À, lên chơi game nha, chơi game cho nội mũi đi học hoài à. Đúng rồi nội. Cũng lười lắm nội ơi, suốt ngày bắt chơi game hoài à, học bài không cho. Dạ đúng rồi, bài nhiều lắm nội ơi. Thấy không, lo học. Không biết game là gì luôn. Hay quá. Không chơi hoài luôn không? Thôi mình đi lên học đi anh ơi. Thôi học đi nội. Ừ. Thấy không, tới giờ học là phải đi bỏ luôn ăn. Dạ, dạ chào giỏi. Chào ông. Ừ, chào nội. Con chào bà nội. Ừ. Con chào mẹ. Ừ, giỏi. Con xin phép con lên học trước à. Rồi con lên đi. Dạ thưa bác Châu mới tới. Dạ anh Châu ơi. Chào con, con mới nấu xong canh nè. Mẹ nếm thử giùm con coi dừa không mẹ? Đi ra mày nấm thử coi. Dạ. Không dừa mà vẫn có dừa. Nè. Nấu thì hơi lạc đó. Nhưng mà mẹ biết là con muốn tốt cho sức khỏe mọi người, nó ăn lạc thì nó rất là tốt. Dạ con cảm ơn mẹ hiểu con. Thương mẹ. Ủa, dạ chào bác Châu. Bác Châu qua chơi. Dạ. Bác cũng khỏe, thấy sức khỏe bác ngon không? Dạ. Ô, giờ này mà còn tập thể dục nữa hả? Dạ con rảnh khúc nào còn tập lúc đó để nâng cao sức khỏe bác Châu. À, hay quá. À, thứ ba đi tập cho ba. Tập bác Châu đi tập. Dạ. Tập hoài vậy hả con? Dạ tập để nâng cao sức khỏe ba ơi. Nghỉ ngơi chút không chịu hả? Dạ không ba. Thấy thương lắm. Dạ thưa mẹ em đi tập. Ừ. Dạ thưa chị hai em đi tập. Em chồng đi tập thể dục vui vẻ nha. Dạ chị hai. Ừ. Thương. Dạ con đi cho bác. Cái gì vậy? À, tại cái thói quen nó tập nó phải la lên cho nó thoát hơi. Gì nó la lớn xin lỗi anh Nhiên. Thằng con lớn của tôi. Dạ. Chú chào bác Châu. Để nói đầu tiên con gửi bác Châu là chú sức khỏe với lời chào trân trọng nhất ạ. Làm gì không Nghĩa? Dạ đúng rồi, thiền đó anh. Dạ. Anh xem này.
Tôi mới đập ở đây cái con mũi. À vậy hả? Xin lỗi. Cho nó thơm tháng hồng. Dạ. Yeah. Dạ đúng mà. Gia đình của con lúc nào cũng có mùi hương thơm nghe. Anh Châu, anh thấy gia đình tôi thì sao anh Châu? Thì với cái việc mà chăm sóc của gái Năm thì gia đình là tôm tất sạch sẽ đẹp đẽ quá. Dạ, dạ. Cảm ơn anh. Dễ thương lúc gia đình. Ê bà, mời anh tham quan đi. Mời bà anh xuống tham quan là sao? Dạ. Đang tập yoga mà. Hồi trước em tập qua đầu được, em phụ anh để qua đầu cho ông nể anh. Để qua đầu rồi một hồi lâm trong nhà nữa. Ủa chú, con thấy trên này đâu có cái gì đâu mà để truyền cảm hứng sáng tác chú. Bình tĩnh. Nghe thôi. Mình leo lên đây chia cho cao rồi chú, lỡ mà té xuống dưới là coi như tiêu luôn á. Cái cảm giác mà trôi trong gió đó, nó là đỉnh cao của nghệ thuật đó cháu. Nhảy đi, nhảy. Chú. Nhảy xuống đi, nhảy đi. Chú, con mà nhảy xuống dưới là coi như là con sang thế giới bên kia làm thơ luôn á. Đúng, qua thế giới bên kia con sẽ trở thành đại văn hào con, nhảy đi. Hả? Nhảy. Thôi. Nhảy. Nhảy, nhảy đi. Chú thôi mình đưa chú về điều trị đi. Cô ơi, vậy còn bài thơ 1000 like của tôi tính sao đây? Nhà thơ Hàn Thư Sinh với lại viết một bài cảm nhận về một ngày trải nghiệm bên cạnh nhà thơ điên. Quá trời like luôn nè, sao hay quá vậy bà? Trời ơi, bà còn nhìn đi nha, rất là nhiều người comment ở dưới họ ganh tị với tôi. Ai cũng muốn là được chụp hình chung với chú, với lại được một ngày trải nghiệm bên cạnh chú nhà thơ điên á. Trời ơi, sướng quá ta. Tuy tôi không có được một bài thơ ngàn like, nhưng mà cuối cùng tôi đã có được một status 8000 like, gấp mấy chục lần cái bài thơ của bà Hoàng Anh luôn. Ê tôi vui quá à. Ê, bà nghĩ coi bây giờ tôi có nên chuyển hướng qua viết tiểu thuyết không ta? Tại vì tôi cảm thấy là hình như tôi có năng khiếu về cái mảng này hơn á. Tôi đi vệ sinh cái.